đều là những địa danh nổi tiếng có phong cảnh thiên nhiên hoang dã. Những hình ảnh này được ghi tại một địa điểm mà đoàn đua sẽ đi qua. Những chuyên gia người Pháp đã có mặt ở đây từ nhiều ngày để dựng một đường cáp dài 25 mét vượt qua một thác nước. Khi tới đây, những vận động viên sẽ sử dụng đường cáp này. Tôi đang chuẩn bị một sợi cáp cho những vận động viên của đoàn đua Red Gola. Họ sẽ vượt qua thác nước này vào tuần tới. Việc làm những đường cáp chịu lực như thế này, chúng tôi vẫn thường xuyên làm ở châu Âu. Với ý nghĩa quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài, Tổng cục Du lịch cũng như những cơ quan chức năng đang tạo những điều kiện tốt nhất cho đoàn đua. Đồng thời, nếu tổ chức cuộc đua thành công, thì đây sẽ là một hướng đi mới của ngành du lịch Việt Nam. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan ngày hôm qua đã thành lập một phái đoàn tìm hiểu sự thật gồm 3 người điều tra vụ thảm sát của quân đội Israel tại trại tị nạn của người Palestine ở Jenin. Người đứng đầu phái đoàn điều tra sự thật là ông Martin Ahtisaari, 64 tuổi, cựu Tổng thống Phần Lan. Hai thành viên khác của phái đoàn là ông Cornelio Somaruga, người Thụy Sĩ, và bà Sadako Ogata, người Nhật Bản. Palestine đã tố cáo Israel trong thời gian bao vây trại tị nạn Jenin đã giết hại hàng trăm người Palestine. Tuy nhiên, phía Israel bác bỏ và cho rằng số người bị thiệt mạng ít hơn nhiều. Nước Pháp vẫn còn sốc về kết quả vòng 1 của bầu cử tổng thống. Hôm qua, hơn 100.000 người đã tập trung tại Paris trong ngày thứ hai liên tiếp để phản đối chiến thắng bất ngờ của lãnh đạo cực hữu Le Pen. Đảng Xã hội, Đảng Cộng sản, Đảng Công nhân tranh đấu và Đảng Xanh đã kêu gọi cử tri ngăn chặn không để ứng cử viên Le Pen giành thắng lợi chung cuộc, vì theo họ, điều đó là một mối nguy hiểm đối với nền Cộng hòa. Các công đoàn lớn của Pháp cũng tham gia làn sóng phản đối và quyết định liên kết với nhau, không để một nhân vật cực hữu lên nắm quyền. Làn sóng chống đảng mặt trận quốc gia cực hữu và ứng cử viên Le Pen cũng lan rộng ra cả giới học sinh sinh viên Pháp. Khoảng 70.000 học sinh sinh viên đã biểu tình tại hàng chục thành phố của Pháp. Hôm qua, các đảng cánh tả ở Pháp đã họp lại, quyết định kêu gọi những người ủng hộ dồn phiếu cho Tổng thống Chirac để loại bỏ khả năng ứng cử viên cực hữu Le Pen thắng cử ở vòng 2. Lúc này, cả châu Âu đang lo lắng khi lực lượng cực hữu đã thắng lợi bước đầu tại nước Pháp. Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và nước giữ cương vị chủ tịch luân phiên châu Âu là Tây Ban Nha đã liên tiếp bày tỏ lo ngại. Ủy ban châu Âu cho rằng Pháp có một vai trò rất quan trọng trong lịch sử châu Âu. EU hy vọng Pháp sẽ bảo vệ được giá trị cơ bản của châu lục và tiếp tục tham gia vào quá trình phát triển của khối. Chủ tịch Nghị viện châu Âu thì cho rằng kết quả vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp đã không chỉ là tiếng chuông cảnh tỉnh cho Pháp mà cả toàn châu Âu. Năm ngoái, chính Pháp từng là một trong những nước đầu tiên kêu gọi EU cô lập Áo khi ứng cử viên cực hữu chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Tại Mỹ, chỉ còn hơn 6 tháng nữa là bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ bắt đầu chiến dịch phản công chính quyền George Bush và Đảng Cộng Hòa để giành phiếu lôi kéo cử tri. Đảng Dân Chủ lập luận rằng an ninh của nước Mỹ không chỉ giới hạn ở cuộc chiến chống khủng bố, mà còn phụ thuộc vào các chế độ trợ cấp hưu trí, thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo vệ môi trường. Chiến dịch phản công của phe Dân Chủ càng rộ lên khi trong vài tuần qua, Tổng thống Mỹ Bush bị chỉ trích ngày càng mạnh mẽ vì không có chiến lược nhất quán để xử lý một loạt cuộc khủng hoảng quốc tế, điển hình là cuộc khủng hoảng Trung Đông và sự dính líu vào cuộc đảo chính bất hạnh mới đây ở Venezuela. Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Các vụ bạo động giữa cộng đồng người Hindu và người Hồi giáo tại bang Gujarat, Ấn Độ vẫn tiếp diễn trong ngày hôm qua, làm 8 người thiệt mạng, bất chấp sự hiện diện của quân đội và tình trạng giới nghiêm được ban bố ở một số khu vực tại đây. Nhiều chính phủ, tổ chức và báo chí nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về tình trạng xung đột tôn giáo ở bang Gujarat, làm hơn 850 người thiệt mạng trong 2 tháng qua. Liên minh châu Âu đã cử một nhóm tới Gujarat tìm hiểu tình hình. Hiện Ấn Độ đang chờ báo cáo của nhóm này trước khi có phản ứng chính thức. Tòa án tối cao Pakistan hôm qua bắt đầu các phiên họp để xem xét kế hoạch trưng cầu dân ý của Tổng thống Musharraf. Các đảng phái đối lập đã trình lên tòa án tối cao 4 đơn kiện. Theo họ, cuộc trưng cầu dân ý mà Tổng thống Musharraf đề xuất để kéo dài nhiệm kỳ là không hợp hiến. Trong khi đó, Tổng thống Musharraf nói với một đài truyền hình địa phương rằng ông sẽ tuân thủ phán quyết của tòa án. Tôi đảm bảo rằng nếu nhân dân không muốn tôi ở lại, tôi sẽ ra đi ngay ngày mai. Cuộc trưng cầu dân ý dự tính diễn ra vào ngày 30 tháng 4 tới sẽ quyết định liệu ông Musharraf có ở lại thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa hay không. Tất cả các ngân hàng và các cơ sở tài chính của Argentina đã đóng cửa vô thời hạn.
cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này lại trượt dốc sâu hơn và dường như không có điểm dừng. Ngân hàng và hàng ngàn máy trả tiền tự động trên khắp đất nước Argentina đều đóng cửa bắt đầu từ ngày hôm qua. Tình hình kinh tế ở nước này rơi vào tình trạng khốn khó chưa từng thấy. Ngân hàng Trung ương Argentina đã chỉ thị cho tất cả các ngân hàng ngừng phục vụ nhằm tránh tình trạng rút tiền ồ ạt, mặc dù tất cả các tài khoản cá nhân đã bị chính phủ quản lý chặt. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Duhalde cuối tuần qua lại bị Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo là phải thắt chặt hơn nữa kế hoạch chi tiêu để được nhận những khoản vay của IMF. Chúng tôi chẳng còn gì, không lương hưu, không công ăn việc làm và không có dự trữ. Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba châu Mỹ Latin, rơi vào hỗn loạn sau 10 năm thực hiện chính sách đô la hóa đồng peso. Tháng riêng năm nay, ngân sách nước này hoàn toàn cạn kiệt vì nợ nước ngoài. Quốc hội Argentina dự định sẽ thông qua dự luật cho phép các ngân hàng trả khoảng 60% tiền tiết kiệm cho dân, nhưng không phải tiền mặt mà bằng trái phiếu. Nếu dự luật này không được thông qua thì các ngân hàng vẫn sẽ phải mở cửa. Tôi không hình dung được một đất nước có các ngân hàng đóng cửa vô hạn. Như thường lệ, phần cuối chương trình là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh trên cấp 6, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 3. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh trên cấp 6, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh trên cấp 6, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh trên cấp 6, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 4, cấp 5, trong cơn dông có gió giật mạnh trên cấp 6, các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.